hai xin chào. Hôm nay mình làm chuyến bay để mua hàng trên Lazada, hàng từ Trung Quốc chuyển sang đây. Xem không biết hàng thật hay hàng tiếp nha. Nói chung là không, mà nó không cho mình tiếp hàng đây. Đây là chiếc smartphone Android. Đây là công nghệ Việt Nam này. Đây là hộp nó này. Chân sạc một tí. Rồi, vậy đó. Okay, để trải nghiệm cái máy 1 triệu. Bao cầm xe bảo tiêu nhầm. Chạy có mượt không? Giao diện kiểu iPhone nhưng mà hay Android nha các bạn nha. Cái story này quay là cái gì đây? Xem ở dưới nhé, có bảo vệ bằng vân tay này.
nói chung là nước cũng thấy được, được. Đây là mình được xem. Sọc xanh ở giữa này các bạn này. Đã bị kẹt sọc xanh rồi. Mấy mùa đã bị kẹt sọc xanh mà mình nói chung là đã bị kẹt đây này. Lỗi rồi.